Món, 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 món. Cô nghe nói chú của em đang bị bệnh đa bao tử nhập viện hả? Chú em sáng nay bị đau nặng lắm nên nhiều bệnh viện cấp cứu rồi. Giờ thì em không biết sao nữa. Nhà em đi vắng hết rồi, chú em trên gác á, cố tự nhiên đi nha. Cảm ơn em. Thôi em đi chơi nha. Ừ. Trời ơi, thiệt tình là đáng chí luôn á. Sao nói không có ai ở nhà mà. Trời ơi. Cô Hiền. Dạ. Thầy Phúc chưa tới hả? Hình như vậy thầy. Đừng có nói với tôi là ăn trưa xong mới đi làm nha. Bởi vì tôi nói nhiều khi về con người kỳ lắm. Tự nhiên người trở nên một thật thà một cách đáng kinh ngạc luôn. Phúc TT. Nghe. Sao? Đêm qua chắc ngủ ngon lắm phải không? Cho nên quên quên giờ đi làm chứ gì. Đau bao tử rồi đi cấp cứu. Thầy nói thiệt không? Đi cấp cứu à? Chà, thì phải thôi. Mới có 2-3 ngày thôi mà cấp cứu 2 lần. Đúng là cái số ha. Mà nói thiệt chứ thầy á, là tôi phải ghi thầy vô sách kỷ lục Guinness. Là cái người giáo viên dạy thể dục mà yếu nhất thế giới. Được thôi. Nếu mà bệnh thì phải nghỉ thôi. Vậy đi. Thầy ơi, thầy Phúc có sao không thầy? Thầy sao mà đi cấp cứu vậy thầy? Gọi điện tới nói là xuất huyết bao tử đi cấp cứu. Theo cô tin không? Dạ tin. Nếu cô tin thì tôi cũng tin. Coi như mình có đồng minh. Thầy Văn. Dạ. Coi thế thầy Phúc dạy cái tiết thứ 3 nghe. Rồi, biết rồi. Chết rồi, sao gọi hoài không được vậy ta? Chắc là bị bệnh nặng lắm luôn nè. Món, 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 món. Cô nghe nói chú của em đang bị bệnh đa bao tử nhập viện hả? Chú em sáng nay bị đau nặng lắm nên vừa bệnh viện cấp cứu rồi. Giờ thì em không biết sao nữa. Vô bệnh viện vậy là chắc chắn là nặng lắm đúng không? Sao mà ra nông nổi dữ vậy trời? Mà sao cô phải lo lắng vậy chứ vậy? Có gia đình của em ở nhà lo rồi mà. Hơn nhiều lớp á. Hôm nay nhà của em đi đám cưới hết rồi. Cô cứ qua chăm sóc cho chú em đi. Nhà thanh niên không à, mà cái gì của bà già này làm hết trơn hết trọi á. Ủa gì vậy? Thùng này nước à, nước dơ mày tính đổ đi rồi đem cái này lên sân thượng nè. Không ai làm hết trơn trọi á. Thầy đi, chở đi đám cưới vậy còn làm cho, có gì đâu mà căng thẳng trời. Nói là mày giữ lời nghe chứ. Trễ giờ rồi kìa, nhanh đi. Trời, trai rồi đổ đôi guốc rồi đi. Trời ơi, dép guốc chưa có, lo làm gì đâu không luôn á. Cô muốn uống nước không? Cho cô xin. Vui cho. Cảm ơn em. Nhà em đi vắng hết rồi, chú em trên gác á, cố tự nhiên đi nha. Cảm ơn em. Thôi em đi chơi nha. Ừ. Trời ơi, thiệt tình là đáng chí luôn á. Sao nói không có ai ở nhà mà. Trời ơi, mẹ tôi thiệt lẩm cẩm. Có cái hộp quà đám cưới mà cũng quên được hay thiệt. Thầy Phúc ơi, thầy Phúc ơi, thầy Phúc.
Ủa, ủa, cô Hiền. Dạ. Sao cô lại mặc ở đây? Em qua đây em thăm bệnh thầy. Mà bây giờ em muốn bệnh luôn rồi thầy ơi. Ủa sao cô người cũng đẹp vậy? Cô vô đi. Em à, nãy á em qua nhưng mà có anh Hạnh ở dưới, cái em sợ quá, em quán quá, cái em chưa vô thùng nước á, em núp cho nên nè. Dạ. Bây giờ cô thay đồ áo quần của tôi đi. Dạ. Cô thay đi không tôi cô bệnh á. Dạ em cảm ơn thầy. Thầy lẹ đi. Thầy hả? Thầy không ra cho em thay hả thầy? Ở bên trước. Có sao không thầy Phúc? Thầy không sao. Em xin lỗi thầy Phúc nha. À, không sao, cô thay đi. Dạ. Nè cô Hiền. Dạ. Thay xong đưa đồ tôi giặt ủi cho nha. Ủa nhưng mà thầy đang bệnh mà. À, không sao đâu, cô đừng có lo nha. Dạ. Thay lẹ đi nha. Tình luôn á, mình đúng là phiền phức mà. Thầy Phúc đang bị bệnh vậy mà còn hành thầy Phúc nữa. À, biết gì hôm qua còn hơn. À, hậu phiền phức quá. Phúc ơi, có thầy Quyền tới kia. Thầy Quyền, thôi, đừng có tay chiến chơi. Trời ơi, chết tôi luôn. Thầy Quyền tới kia. Vì sao gặp cái cảnh này hoài vậy ta? Mỗi lần tôi tới tôi thăm thầy là đi vắng à. Bữa thó lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tôi sẽ ngồi đây tôi chờ thầy cho tới khi nào thầy xuất hiện thì thôi. Sao im lặng dữ vậy ta? Có khi nào thầy Quyền đi về không? Tranh cơ hội này, đi về cho lẹ em. Nội, nội về sớm vậy nội? Hỏi bà con á. Trời ơi, kịp nó cưới, nó lộn lại là sao? Hỏi ba mẹ không làm ăn gì được chứ, trời ơi. Ủa nội đi đâu rồi nội? Nội xuống bếp có công chuyện. Mẫn ơi. Mẫn ơi Mẫn. Cô đang ở đâu vậy cô? Mẫn. Sao cô chưa chịu dậy nữa? Chuyện dài dòng lắm, để cô kể em nghe. Rồi, cái này là cái áo của chú Phúc mà sao cô lại mặc? Em đừng có hiểu lầm nha Mẫn. Tại giờ nãy á, cô leo vô thăm nước cho nên đồ cô bị ướt hết. Chú em mới cho cô mượn đồ. Em đừng có suy nghĩ linh tinh nha. Mẫn ơi Mẫn, bây giờ cô không biết phải làm sao nữa. Ở trên lầu á là thầy hiệu phó, ở dưới á là bà nội của em. Sao em nói với cô là cả nhà em đang đám cưới rồi mà? Thì ba của em nhớ lộn ngày. Trời ơi, cái này nó cồng kềnh quá vậy nè. Cô gọi xuống. Cô gọi nha, để em đây. Ôi, Mẫn ơi Mẫn. Dạ, đem dạ. Mì lên vô nhà kho cho nội nghe. Dạ, nội để đi nội, để con lát con đem lên cho nội. Dạ thì đem cho nội đi sẽ ngồi đó. Dạ nội. Giúp con đem nội. Đem cho nội không? Dạ. Đi chứ Mẫn. Rồi. Mẫn ơi, bây giờ giúp cô sao mà cho cô đi về đi Mẫn ơi. Rồi, cô mình đem suy nghĩ đã. Sao vậy? Em nghĩ ra rồi. Sao? Cái thùng này. Hả? Cô chui vô nó đi. Nữa hả? Thôi không được. Hồi nay có gì cô chui vô đó mà người có nhẹp đó. Thôi không được đâu. Không, lần này là hết nước rồi, khô rồi. Đó là không có được. Bây giờ em nghĩ cách khác đi. Chết rồi bà nội. Đây. Dạ. Em đi đâu vậy? Cô tính em xuống sân nội. Trời ơi, nội biển con lên nhà kho để cho nội, chứ không để xuống sân chi. Đi sân rộng rãi thoải mái hơn nội. Là biển là phải không? Em ra gọi cho tôi. Ai gọi đây? À, dạ, anh Sáu, dạ. Ủa vậy hả? Dạ, tôi xin lỗi anh nha, để tôi làm cái nhỏ, dạ. Hay quá ha.
đi mượn rỉa của người ta mà mấy tháng rồi không trả, để cho ông Sáu gọi điện thoại kêu vậy đó. Không phải nói, tại con bị làm thất lạc cuốn rồi, lát nữa con kiếm con trả cho ông Sáu. Không có lát nữa, đi vô kiếm liền cho tôi, người ta gọi điện thoại nè. Dạ, dạ, đi kiếm liền. Mày giờ con đẩy cái thùng đi trước nha nội. Đi kiếm cho nội, đẩy lên. Đi đi. Dạ rồi. Đi nè. Ai gọi nữa đây? Dì Bảy hả? Sao? Đi chơi hả? Karaoke. Trời quá dữ lắm á. Rồi, rủ cái bãi đi ha. Rồi. Mẫn, tìm thấy chưa? Tìm thấy gì nội? Trời ơi, sao nó tỉnh bơ vậy? Tôi biểu là tìm cuốn sách trả cho ông Sáu. Con mà tìm không ra đừng có trách sao bà nội mét mẹ con đó nghe. À, nãy con đi vô phòng đọc sách kiếm cho nội rồi mà con không thấy. Con thấy thì phải kiếm vô khác trả cho người ta đi. Dạ, dạ rồi, để con kiếm liền. Cái gì hả con? Không có gì hết nội, không có gì hết nội. Cái thằng ai bám chuông vậy trời. Ờ. Chờ một chút. Sao mà cô nhây quá vậy? Cô cũng muốn đi về mà, chứ cô đâu có muốn nhây đâu. Nhưng mà Mẫn ơi, lúc nào bà nội em cũng ở dưới cửa, làm sao mà cô đi về được? Cô Mẫn ơi, bây giờ cô từ từ để em nghĩ cách đã. Trời ơi, Mẫn ơi. Dạ. Dạ dạ dạ. Biết ai, dạ. Ai kêu nội không? Dạ không. Ông Sáu kêu nhắc cái cuốn sách nữa kìa. Lo đi kiếm trả cho người ta đi. Trời ơi, liền quá đau bụng quá nội. Cái gì vậy? Sao tự nhiên con hết đau rồi? Trời, có khi nào nó mê sản rồi con? Người nó lả mồ hôi hết trơn nè. Con ơi, sao nãy mới đau dữ dội mà giờ tỉnh bơ vậy? Cái bệnh của con nó lạ lắm nội. Đau như là không đau vậy đó. Sao mày làm như đóng kịch vậy con? Dạ đúng rồi, con đang diễn kịch mà nội, làm bộ đó nội. Nãy giờ con làm bộ hả? Đúng rồi nội. Làm bộ là dạ. Cái nội hết hồn hết vía à? Hết đau chưa? Hết rồi nội. Hết đau thì đi kiếm cuốn sách cho tôi. Dạ rồi, để con đi kiếm cho nội. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh. Dạ, em nghe thầy. À, Phúc thật thà. Cậu đang ở đâu vậy? Dạ, có gì không thầy? Tôi đang ở nhà thầy đây. Nghe nói là thầy bị đau bao tử, đích thân xuống đây thăm thầy mà có thấy thầy đâu. Thầy đang ở nhà em hả thầy? Thì đây, ngồi ngay cái lỗ chó luôn, ngay cái củi của thầy á. Ủa, làm như đang chạy ra ngoài đường hả? Làm như thấy có tiếng còi xe tùm lum à. Đang ở đâu? Thầy gặp ai không thầy? Đương nhiên phải gặp thôi. Thầy gặp ai thầy? Ủa, làm gì nghiêm trọng dữ vậy? Thì tới cổng thì anh của thầy là mời tôi vô, đưa tôi lên cái gác xếp của thầy nè. Dạ, em xin lỗi thầy. Được rồi, thầy cứ ở đó đi thầy. Rồi em về liền cho thầy. Đừng đi đâu nha thầy. Nè. Mẫn ơi. Mẫn. Sao cô còn đây nữa? Cửa nhà của em á khó mở, con không biết mở sao hết trơn á Mẫn ơi. Con bây giờ sao giờ Mẫn? Mẫn ơi, nội vô được không con? Nội nội, con đang thay đồ nội ơi. Vô đây. Vô. Rồi chưa? Rồi đợi con xíu nội ơi, đang mặc cái quần. Rồi nội ơi, xong rồi nội ơi. Trời ơi, sao lên đây không đi tìm đi mà nằm đây. Ông Sáu ông gọi điện thoại ông nhắc nội kia. Thiệt khổ ghê luôn vậy đó. Chắc là ba con đọc xong rồi ba con đem đi đâu á. Để lấy con kiếm cho, con đang nằm nghỉ mệt chút xíu, con mệt quá. Trời đất ơi, nóng muốn chết mà đắp mệt chứ vậy, gỡ cái mệt ra coi. Trời ơi, nóng thì con mới lạnh lên. Mày điên hả? Trời đất ơi, nóng gì ta gỡ cái mệt ra. Tự nhiên mở mày lại chứ tốt điện vậy. Nội con thích đắp mệt chút xíu cho nó ấm áp quá mà. Nằm cho mơ bớt rồi đi kiếm với tôi nghe chưa? Dạ. Ok. Yên tâm, để con giải quyết. Trả rồi để tìm lum cho ta đòi. Đi cho bọn mày. Mày chết rồi. Ây da. Trời đất. Sao mà con hồi đầu vậy? Con không có thấy được. Thôi giờ sao Mẫn ơi? Bây giờ cô để xíu. Em ra ngoài cô tình hình coi sao đã. Trời ơi. Ây da. Ông không tin tưởng sao? Tôi lên bả ông. Cái này tôi kiểm gà bảo đảm gà. Không mày bảo ông kiểm tra lại coi. Hay lắm, hạng hạng. Ây da, trời. Xin lỗi đã ngồi lên chân của bà. Ông có biết ông đang ngồi lên cái đầu. Xin lỗi đã ngồi lên đầu chân của bà. Ông kiểm tra lại coi, tốt ba dữ dằn lắm đó. Nè, đang đợi mới lên nè. Xin lỗi.
tới phải đón thôi các bạn ạ. Không mà, thì nó tới thôi. Bình thường làm tới hai trái được mà. Thì nó chưa tới, mình chưa đón được. Trời, có biết lịch sử không vậy, đi ra ngoài làm. Trời, nó giường của nó, làm cái giường của nó đi. Đi ra ngoài làm. Trời, lỡ rồi thì cho người ta đi. Ê, hai người không tính đi ra ngoài hả? Đi ra làm gì? Ra ngoài làm gì? Từ sáng giờ tao đi ngoài đường, bây giờ về nhà nghỉ mệt chứ. Tối nay ngủ đây luôn hay không? Cái gì? Ẩn. Dạ. Này em bệnh đâu vậy? Cái mệnh là bị bụi á nội. Nội mới giặt mà bụi gì? Nó đang bị ô nhiễm nên con đi phơi nó một chút nội. Con đi nha. À nội nội. Cái gì? 3 tiếng nữa nội lên đánh thức Minh với Long vậy nội. Con mới cho thức ngủ rồi. Ủa tụi nó ngủ được hả? Dạ nó than mất ngủ, con giúp nó vẽ luôn rồi. Cô sắp thoát rồi đó. Con lên. Nào tự nhiên cho được con. Chú cầm đây. Cái gì vậy? Cái gì mùng mình đem đây? Hả? Cái gì vậy? Em mà thầy. Đúng rồi, tôi tự giải quyết đi. Hả? À, chào thầy. Ờ, thầy về nha. Dạ. Ok. Thầy Phúc đã về. Nghe ra bệnh đau bao tử tới thăm mà giận lắm nha. Tới lần nào cũng không bao giờ thấy mặt đó. Để tôi ngồi tôi chờ tôi làm giấc ngon lành luôn. Dạ. Dạ, đau bao tử phải không? Dạ. Phải đi cấp cứu. Ờ đừng có như lần trước, đi nhậu là bậy. Dạ không. Em nói có thể thầy không tin đâu, nhưng thật sự là em bình thiệt có thầy. Phải rồi, mình bệnh rồi mình phải nghỉ việc làm thôi, đúng không? Dạ. Rồi mình ở nhà mình. Trời, còn đi giặt vũ nữa hả? Về à, con người ra đâu em. Cái gối bự vậy cho thầy. Tốt. Thôi cứ vậy đi, giờ làm một cái đơn xin thôi việc, ở nhà tổng vệ sinh quần áo này nọ làm nội trợ nha. Thầy thầy Phúc ơi, sao thầy Phúc? Trời ơi, em qua thăm bệnh thầy mà. Trời ơi, thầy Phúc ơi, xin